Cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Và đây là video chọn tụ bài. Các bạn sẽ lựa chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Lưu ý, đây là trải bài chung, do đó mình sẽ có nhiều cái thông điệp đến cho mọi người. Và các bạn nhớ lựa chọn thông điệp phù hợp với mình. Ở đây mình có hai tụ, là tụ bài màu đen và tụ bài màu vàng. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. Các bạn lựa chọn tụ ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình chỉ nói theo những cái thông điệp dựa trên lá bài, chứ không phải nói những gì bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Sau đây mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ số 1. Trong trải bài, các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên, chúng ta có lá bài chính kiếm. Lá bài thứ hai bóc lên ngẫu nhiên, chúng ta có lá bài phu ly. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài. Và cuối cùng các bạn có lá năm tiền. Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Trong quá khứ cũng như hiện tại, lá bài chính kiếm này có đại diện cho sự tuyệt vọng, lo lắng và sợ hãi của bạn. Một cảm giác không có hạnh phúc đang trải trong mối quan hệ, bởi vì các bạn luôn cảm thấy tiêu cực với những nỗi đau và sự khốn khổ của riêng mình. Một cái yếu tố nào đó trong cuộc sống làm bạn không hạnh phúc, làm cho bạn rất là dễ tổn thương, nhưng bạn lấy nó làm một cái điều rất là lớn để các bạn ảnh hưởng đến cả quá trình, cả cuộc sống các bạn. Và các bạn luôn trằn trọc về nó rất là nhiều, một sự lo lắng bị quá mức cho phép. Có dấu hiệu là ở quá khứ các bạn đã làm quá lên mọi thứ. Các bạn xem xét tình huống một cách rất là vô ý thức luôn. Bạn thu thập rất là nhiều thông tin, rồi bạn xử lý nó cùng một lúc mà các bạn không biết lựa chọn xem xét tình hình một cách khách quan hơn. Bởi vì có quá nhiều thông tin khiến cho bạn cảm thấy bất an, mà càng bất an thì càng tò mò tìm ra những thông tin bằng mọi cách. Khi đó bạn cảm thấy mình bị rối loạn bởi những thông tin đa chiều đó, khiến cho bạn cảm thấy là bất an hơn nữa. Cái sự bất an này kéo dài trong một thời gian dài, nó ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn rất là nhiều. Nó dường như giết chết tình cảm, một cái gì đó nó rất là sợ hãi. Bạn sợ mất người ta, bạn sợ đến nỗi bạn những cái hành động nhỏ nhặt nhất của người ta, bạn cũng cảm thấy là cái gì đó nó không yên tâm, một sự bất an rất là nhiều ở trong bạn. Cái này là nằm ở về khía cạnh ý thức, trong tiềm thức của bạn nha. Bởi vì các bạn mang suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều, bạn cứ nghĩ họ phản bội không à. Bạn quên rằng tìm thấy cái đẹp ở người yêu của mình, bạn luôn tìm thấy cái xấu thì làm sao mà họ yêu bạn được. Một cái người ở bên cạnh các bạn không đem lại cho họ sự thoải mái thì không thể nào có tình yêu nảy sinh được. Càng ngày càng lụi dần đi thôi các bạn ơi. Tình yêu không thể sống ở một cái nơi, ở một cái người mà luôn luôn nghi kỵ, luôn luôn nghi ngờ, luôn sợ hãi, luôn luôn tiêu cực, luôn luôn nghĩ là tất cả những cái gì đó tiêu cực đang xảy ra đến với mình. Không ai mà họ muốn sống ở bên một cạnh một người tiêu cực như vậy đâu các bạn. Và trong thực tế, cái lo lắng và thất vọng này á, chính là cái điều làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Thay vào đó, bạn đừng cứ băn khoăn về nó nữa. Tại sao bạn không cố gắng thay đổi bản thân mình, thay đổi cái quan điểm, suy nghĩ tích cực hơn về mọi vấn đề? Bạn không nghĩ đến cái những việc tốt của họ làm cho bạn, bạn cứ chầm chầm vào những điểm xấu thì làm sao bạn yêu người ta được. Tình yêu sẽ gãy đổ một cách rất là nhanh chóng nếu các bạn cứ suy nghĩ tiêu cực mãi như vậy. Ở một số bạn có thể đang bị quá khứ nó lấn át bạn, đến nỗi bạn cảm thấy cái tình cảm đến với bạn nó cũng không bất an như xưa luôn. Bạn ước rằng làm sao bạn không có thể những cái nghĩ xấu người khác nữa, làm sao bạn có thể quay ngược lại thời gian, thay được quá khứ. Cái này là mình cần phải thay đổi quan điểm của mình về cái tình yêu khi xưa nha các bạn. Đừng để những cái mối quan hệ trong quá khứ làm ảnh hưởng đến mối tình cảm hiện tại của các bạn nha. Bản chất của vụ việc khiến cho người ta không yêu bạn nữa nằm ở cái phần bạn đã nghi kỵ. Các bạn gan bóng gan gió quá ra mà thôi các bạn ơi. Và cái nguyên nhân sâu xa nhất là gì? Đó chính là các bạn. Khi lá bài phu ly xuất hiện á, thì nó đại diện cho việc cảm xúc của bạn quá xúc động hoặc quá nhạy cảm. Nó cho thấy sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc của chính chúng ta.
Đây là một cái dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu đi một niềm tin vào cuộc sống. Bạn để cho bản thân của mình cả tin hoặc đặt niềm tin vào những cái điều tiêu cực hoặc những người khác có thể lợi dụng bạn. Và bạn nên biết rằng chính vì cảm xúc của các bạn làm ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc của các bạn. Lá bài này cũng chỉ ra rằng sự thiếu cân bằng trong cảm xúc khiến cho bạn trở nên quá tải, lo lắng hoặc trầm cảm. Đây cũng có thể là sự cay đắng hoặc hành vi không tử tế, không quan tâm hoặc lôi kéo của người khác khiến cho bạn cảm thấy mình mất tự chủ như vậy. Do đó các bạn phải kiểm soát được cái cảm xúc của chính mình, đừng để cho ai đó lạm dụng cũng như ai đó điều khiển đến cảm xúc của các bạn. Bạn nên nhớ cảm xúc là một cái vũ khí rất là tốt để cho các bạn thể hiện sự yêu thương, chứ không phải là một cái gì đó để làm bạn tổn thương người khác. Các bạn đừng để cho cái tâm lý hay thất thường này, hay hờn dỗi mất cân bằng để cho ảnh hưởng đến cái sự nghiệp cũng như là hạnh phúc của chính chúng ta. Và chính vì cái sự không ổn định về mặt cảm xúc này, nó gây ra một cái vấn đề rất là lớn trong mối quan hệ của cả hai, khiến cho một bên cảm thấy là họ không được đối xử tử tế, hoặc là họ không xứng đáng có được tình cảm từ bạn, cũng như là bạn không xứng đáng đối với họ. Do đó các bạn cần phải dành một chút thời gian để cho bản thân mình kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Hãy giải quyết bất kỳ vấn đề nào đang gây ra khiến cho sự cảm xúc của bạn dao động. Hãy thích thở thật sâu. Do đó các bạn phải nên nhớ rằng chúng ta phải cần điều khiển cảm xúc của chính mình. Đừng để cho cảm xúc nó điều khiển bạn, tạo ra cho các bạn những áp lực, những cái tiêu cực không cần thiết. Và có dấu hiệu trong một số bạn là cái sự an toàn về cá nhân, hoặc là các bạn đang trong một cái bị bạo lực hoặc lạm dụng cái gì đó trong vấn đề vật chất hoặc cũng như là về thể xác. Bởi vì có thể các bạn gặp một kẻ lừa dối, một kẻ trông khá là quyến rũ, tốt bụng, nhưng mà cái người này là một kẻ thao túng rất là nguy hiểm. Do đó các bạn phải cẩn thận nha các bạn. Đừng để cho họ lợi dụng về cái mặt chưa trưởng thành về cảm xúc, để cho họ lạm dụng trong những trường hợp nghiêm trọng, họ khống chế các bạn. Các bạn nên lưu ý và bảo đảm bảo sự an toàn cá nhân của các bạn. Đây là một dấu hiệu khi lá bài vô ly này xuất hiện. Ở một số bạn thì lá bài này còn chỉ ra rằng hiện tại là đang trong một mối quan hệ ngoại tình với một người mang năng lượng nam, đã có gia đình hoặc có người yêu rồi. Một người rất là lạnh lùng, một người hay kiểm soát cũng như chắc chắn sẽ lừa dối bạn. Cho đó bạn phải nên cẩn thận cái mối quan hệ, tìm hiểu kỹ cái người thao túng nguy hiểm này là ai. Có phải họ là cái người lừa gạt tình cảm bạn hay không? Thì chính các bạn sẽ tìm câu trả lời chính xác nhất về cái mối quan hệ đang diễn ra. Và mong là các bạn sẽ không bị rơi vào những cái mối quan hệ ngoài luồng không tốt đẹp này bởi những cái hành vi gian dối và không chung thủy của đối tác của các bạn. Và rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Thì đây không phải là một lá bài tuyệt vời, vì nó đại diện cho sự khó khăn, một sự thay đổi tiêu cực trong hoàn cảnh. Họ đang cảm thấy là thế giới đang chống lại họ, và những cái gì kém may mắn, những khó khăn về tiền bạc nè, họ đang bị rất là khổ về cái mặt vật chất nha các bạn. Họ cảm thấy cái thời điểm này, cái nghịch cảnh trong cuộc đời đang xảy ra với họ. Bởi vì khi mà cảm thấy cái năng lượng như vậy á, một năng lượng rất là tiêu cực, gặp bạn tiêu cực nữa, thành ra cái mối quan hệ của các bạn không được tốt đẹp là một điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên á, khi mà ở trong mối quan hệ, cả hai bạn đều bị cảm giác đang giật lộn với cảm giác bị bỏ rơi, bị phớt lờ và không được yêu thương. Bởi vì ai cũng mang năng lượng tiêu cực hết thì làm sao có sự yêu thương ở đây. Bạn không có thấy điểm tốt người ta và người ta đang bị ngụp lặn trong cái sự tiêu cực về mặt tài chính. Do đó cả hai cảm thấy là mình giống như bị đối tác từ chối vậy, bị bỏ mặc một cách rất lạnh nhạt. Tất cả mọi thứ đều do cái suy nghĩ tiêu cực của cả hai gây ra nên hết. Và dấu hiệu của sự chia tay nó diễn ra điều hiển nhiên thôi. Bởi vì đây là một cái mối quan hệ không có được mọi người xung quanh coi trọng. Hình như đây là mối quan hệ ngoài luồng rất là cao. Điều này đơn giản đang diễn ra
Bởi vì một trong cả hai đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính hoặc sức khỏe, gây ra căng thẳng cho mối quan hệ của các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn yêu nhau thì các bạn phải ngồi xuống để giải quyết thay vì kéo nhau ra xa. Bởi vì một cái điều gì đó bạn bị từ chối hoặc thiếu sự quan tâm từ người đó cho thấy bạn bị cô đơn, bị cô lập, giống như là mình bị ruồng bỏ gì đó. Và đơn giản nó đại diện cho việc là các bạn có thể là các bạn làm mẹ đơn thân luôn. Những khó khăn có thể đem lại cho các bạn rất là nhiều. Một cảm giác vật lộn rất là cực khổ khi cái lá bài này xuất hiện. Bởi vì các bạn nên nhớ một điều, cái sự tiêu cực nó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn rất là nhiều. Nó khiến cho cuộc sống của các bạn trở nên rất là căng thẳng. Điều chúng ta nên làm là hãy tìm thấy cái điều tích cực ở khắp mọi nơi trên cái thế giới này, trong tất cả mọi việc, mọi con người. Bởi vì không có ai là xấu hoàn toàn hơn các bạn. Các bạn phải nhìn vào cái điểm màu sắc sặc sỡ của người ta để các bạn phát triển lên, chúng ta mới yêu cuộc đời lại. Khi mà trong cái tiềm thức các bạn tiêu cực, đau khổ vậy thì làm sao cuộc sống bên ngoài các bạn hạnh phúc được. Do đó cái việc chúng ta cần thay đổi là chúng ta cần thay đổi quan điểm của mình, thay đổi những cái hình ảnh trong tiềm thức. Các bạn đừng suy nghĩ tiêu cực bất cứ chuyện gì hết. Tất cả mọi thứ các bạn đều thấy là may mắn, đều là thắng lợi, đều là sức khỏe tốt hơn, đều là cải thiện tình cảm tốt hơn, đều là tình yêu đẹp. Khi đó các bạn mới thực sự sống hạnh phúc được. Và lời khuyên của lá bài là mong rằng các bạn hãy để những sai lầm trong quá khứ đừng có ám ảnh các bạn nữa. Hãy luôn giữ cho mình cân bằng nhất có thể. Dù có thể là khó khăn để ập đến, nhưng các bạn cần phải vượt qua trong giai đoạn này. Chúng ta chỉ thấy những cái bài học thôi các bạn, không thấy sự tiêu cực trong tất cả mọi việc. Và thông điệp Osho muốn gửi cho các bạn là gì? Đó chính là sharing, chia sẻ. Một lá bài rất là ý nghĩa, bởi vì lá bài mong rằng các bạn có thể chia sẻ tình yêu cũng như niềm vui tiếng cười của mình. Bởi vì khi mà các bạn chia sẻ những điều này ra ngoài là lúc mà các bạn sẽ cảm thấy đầy đủ ở chính bản thân mình. Các bạn không cần phải tìm kiếm những cái niềm vui, những điều tích cực ở đâu hết á, mà chính các bạn sẽ tìm thấy được chính con người mình ở nơi mà cảm giác mà các bạn đã cảm thấy cân bằng, căng tràn, sức sống. Hãy tận hưởng cái cuộc sống này các bạn. Hãy để cho cái sự giàu có, sự tích cực chảy tràn trong bạn và xung quanh cuộc sống của chúng ta. Bởi vì khi mà các bạn hiểu được rằng bạn sống với tình yêu, sự đam mê, niềm vui và hạnh phúc thật sự, với lòng biết ơn vô cùng với những gì trong cuộc sống đã diễn ra cho các bạn, thì lúc đó trái tim của bạn sẽ được mở ra. Nó mở ra cho khiến cho các bạn sẽ thu hút được những điều tốt đẹp đến với các bạn một cách rất là tuyệt vời. Đây là một cái điều mong là các bạn hãy sống với sự chia sẻ niềm vui, chia sẻ được điều tích cực. Những điều từ trái tim sẽ kết nối được với trái tim nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài màu vàng. Trong trải bài các bạn có những lá bài sau đây. Các bạn có lá bài 7 kiếm. Và kế tiếp nữa, lá bài thứ hai các bạn sẽ có lá bài là nữ hoàng kiếm. Và lá bài cuối cùng, lá bài thứ ba sẽ là lá bài 2 ly. Đây là một lá bài đẹp. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Và bản chất của vấn đề xảy ra khi lá bài 7 kiếm này xuất hiện, đây là một cái sự lừa dối và phản bội. Nó cho thấy một cái sự khó khăn trong việc cố gắng chiếm lấy một thứ gì đó rồi bỏ trốn để không bị phát hiện. Có dấu hiệu là một trong hai bạn đã làm một cái chuyện gì đó mờ ám sau lưng người khác để thỏa mãn cái tham vọng của mình. Và cũng cảm như là một trong hai bạn cảm thấy là cái chữ gian lận này đều cần thiết để đạt được chiến thắng một cách nhiều dễ dàng. Tuy nhiên mà các bạn phải lưu ý đến cái hậu quả mà các bạn phải gánh lấy khi mọi việc được bại lộ. Bởi vì con đường ngắn không phải lúc nào cũng là tốt. Đôi khi những gì gặp ghềnh khó, nó lại tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Và trong tình cảm các bạn, có một cái điều gì đó, có một cái sự phủi bỏ trách nhiệm, trì hoãn, khiến cho cái mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì thay vì các bạn đối mặt thì các bạn không có đối mặt, mà các bạn trốn chạy. Một trong hai người
cảm thấy là mình không muốn ở trong mối quan hệ này nữa, muốn bỏ đi một mình, muốn khám phá những cái điều gì mới mẻ. Bởi vì họ tin rằng có gì đó sẽ hơn, khi mà ở lại trong mối quan hệ này sẽ không được gì hết, mà ở ngoài cái biển khơi mà sẽ nhiều cá hơn, những cái mối quan hệ khác sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái họ quên rằng cái điều này sẽ khiến cho họ hối hận sau này. Và mối quan hệ của các bạn ở một số người thì lá bài này cũng đại diện cho một cái kẻ thù giả dạng là bạn bè, một biểu thị bên thứ ba đang cố gắng khuấy động mối quan hệ của các bạn, khiến cho tình cảm bị lung lay rất là nhiều. Do đó một người thì cố gắng thao túng tâm lý người kia hơn là trung thực hoặc thẳng thắn những cái cảm xúc chính của họ đang diễn ra như thế nào. Do đó trong mối quan hệ yêu đương này, hy vọng là các bạn phải chống lại cái sự ham muốn về trò chơi của đối tác, bởi vì khiến cho các bạn rơi vào cái sự thao túng tâm lý của người ta. Các bạn hãy nên nhớ là các bạn phải tạo dựng cái niềm tin là điều quan trọng nhất trong tình cảm, thay vì các bạn từ bỏ hoặc chính các bạn cho phép mình làm tổn thương người khác là không có được nha các bạn. Hãy sử dụng trí thông minh cũng như sắc bén của mình để mình làm sao để cho tình yêu mình có giá trị, làm sao tình yêu mình thăng hoa, chứ không phải để mình đối đầu với người yêu mình để khiến cho người yêu mình tổn thương là điều các bạn không nên làm. Bởi vì có một sự gian dối ở trong đây, mà các bạn nên nhớ cái sự gian dối này không bao giờ mà thoát khỏi cái sự phát hiện của vũ trụ, của năng lượng hết các bạn. Bởi vì cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra thôi. Do đó chúng ta phải nên sống chánh niệm, sống một cách tích cực nhất, luôn luôn sống là lương thiện là cái điều các bạn hãy đem lên hàng đầu. Nguyên nhân của vấn đề này là như thế nào? Là do các việc các bạn không học hỏi từ những bài học của quá khứ, hoặc chính các bạn không có tha thứ cho những cái nỗi đau trong quá khứ luôn, mà các bạn sử dụng cái nỗi đau như là một cây gậy để các bạn đánh bại cái người yêu của mình. Đây là một điều cho thấy là cái sự trưởng thành của các bạn không có được đặt lên cao về mặt cảm xúc, cũng như các bạn không biết sử dụng những cái bài học khi xưa để làm tốt hơn cho tình cảm hiện tại, mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn cái gì đó khiến cho người yêu của mình đau khổ bởi vì những cái lời nói cũng như cảm xúc khiến cho họ bị tổn thương rất là nhiều. Cái việc mà mất mát tổn thương mà các bạn đã gây ra chính là một cái lời biện minh để cho các bạn kéo người khác xuống. Do đó các bạn phải thấy được là mình phải cần cái sự đồng cảm với người khác. Hãy tránh kiểm soát người ta, hãy tránh chỉ trích gay gắt với người yêu các bạn. Bởi vì nếu các bạn cứ gay gắt như vậy á, các bạn sẽ trở nên thô lỗ và rất là tiêu cực. Các bạn hãy sống trung thành, cũng như là các bạn hãy làm chủ cảm xúc của các bạn, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái tình yêu thực sự. Bởi vì một cái phẩm chất cần có là một phẩm chất biết đương đầu với những khó khăn, biết yêu thương, chứ không phải là một người sợ độc thân, muốn chiếm hữu, cảm thấy là mình cần phải là thao túng tâm lý người ta là không có được. Và có dấu hiệu là có một người phụ nữ đã can thiệp vào trong mối quan hệ của hai bạn gây ra rắc rối này. Mình mong là các bạn phải kìm nén cái nỗi đau trong quá khứ, cái điều đã ngăn cản các bạn mở lòng hoàn toàn, và các bạn phải trở thành một đối tác yêu thương, trung thành và tốt bụng, bao dung nhiều hơn. Khi mà các bạn biết mình điều khiển cảm xúc của mình, các bạn không có nghiêng về cái khâu mà chỉ trích đối tác của mình, các bạn biết sự lời nói yêu thương, các bạn lợi dụng lời ái ngữ, biết lắng nghe, thì từ đó các bạn mới có được tình cảm của họ mà thôi các bạn. Và lá bài cũng chỉ ra rằng có thể các bạn đã trải qua những cái tổn thương hoặc những cuộc chia ly cay đắng, bạn cảm thấy rất bi quan và tiêu cực, có thể là thù hận về những cái tình cảm khi xưa mà các bạn không có thể thay đổi được cái gì quá khứ. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái quan điểm của chúng ta về chuyện đó. Thay vì các bạn cứ đau khổ thì các bạn hãy tìm cái bài học trong đó ra các bạn. Các bạn cần phải cho mình có thời gian để các bạn hàn gắn cái nỗi đau đó. Hãy giải tỏa nỗi đau bằng cái bài học có được, chứ không bằng sự tức giận của mình. Khi bạn trong mình sự tức giận, cái sự tiêu cực, thì các bạn sẽ sẵn sàng trút nỗi giận của mình vào người khác. Khi đó cái người vô tội chính là cái người yêu các bạn.
thì các bạn phải nhớ rằng những gì xảy ra các bạn không thể thay đổi được, nhưng các bạn sẽ học hỏi từ nó và sử dụng nó để trở thành một người tốt hơn, một người thay đổi theo hướng tốt hơn hẳn, chứ không phải là một người sống trong tiêu cực, một người sống trong hù hận. Bạn đừng để cho cái nỗi đau này giết chết bạn, làm cho bạn không có được tình yêu. Hãy sống tích cực hơn, đừng để cho những cái gì tồi tệ tiêu cực nó bao phủ lấy bạn một lần nữa. Đừng trút nỗi buồn của bạn vào người khác, bởi vì bạn có quyền lựa chọn cách mà các bạn sống, cách mà các bạn trải qua. Tất cả đều cho chúng ta lựa chọn. Nếu các bạn chọn sống tiêu cực thì mãi mãi các bạn sẽ trở nên tồi tệ và các bạn sẽ không thấy được ánh sáng đâu các bạn. Khi mà các bạn quyết định đứng dậy, các bạn học hỏi từ những cái bài học khi xưa và sử dụng nó để thành vũ khí, trở thành người tốt hơn, thì bạn sẽ thay đổi cuộc sống này theo một hướng rất là tốt đẹp. Khi lá bài hai ly này xuất hiện thì nó cho thấy cái người này là cái người rất đồng điệu và tâm hồn. Cho đó các bạn phải làm sao các bạn đừng có chần chừ nữa, bởi vì đây là cái người mà sẽ đem lại cái sự may mắn trong chuyện tình cảm cho các bạn. Hai bạn thật sự có sự kết nối rất mật thiết về tâm hồn cũng như cảm xúc. Đây không phải là một kiểu mối quan hệ nóng vội. Cho đó các bạn hãy chậm rãi cảm nhận những tình cảm tuyệt đẹp này. Điều này sẽ khiến đối phương hiểu được rằng bạn thực sự là nghiêm túc. Khi mà các bạn biết tìm sự cân bằng và hài hòa trong chính các bạn sống đúng với các bạn sâu sắc hơn, các bạn quan tâm, bởi vì các bạn hiểu được rằng tình yêu là sự kết nối giữa hai tâm hồn. Chúng ta phải tìm những cái điểm chung. Chúng ta có những cam kết, chúng ta có những đam mê về mặt thể xác, chúng ta có thể chia sẻ về những cái buồn vui trong cuộc sống này. Thì khi đó các bạn sẽ đạt đến một trạng thái là một tình yêu bền chặt, và bạn sẽ thu hút cái người đó rất là nhiều, bởi vì nó biểu thị một sự hội ngộ với một người ở trong quá khứ rất là nhiều nha các bạn, đại diện cho một cái tình cảm lãng mạn đang nở rộ trở lại, một lời đề nghị về một mối quan hệ với một người mà bạn đã biết trước khi xưa. Bởi vì đây là một sự kết hợp rất hoàn hảo, nó là điềm báo tuyệt vời chỉ rằng mối quan hệ các bạn sẽ được hài hòa và yêu thương. Chỉ khi nào các bạn trở nên sâu sắc và biết sống cho người khác nhiều hơn, biết bao dung và yêu thương, đây là một điều chúng ta cần phải tìm thấy trong một mối quan hệ, một sự hòa hợp, cân bằng, bình đẳng, kết nối, và chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta phải tìm thấy cái sự tâm giao ở đây, một lá bài rất là tích cực, một lá bài sẵn sàng cho sự bình đẳng và cân bằng ở cả hai luôn các bạn. Bạn phải yêu thích và người ta phải yêu thích bạn luôn. Một nơi không có sự chỉ trích, không có những lời nói mà gây tổn thương cho nhau, mối quan hệ này chắc chắn là một mối quan hệ rất là sâu sắc và ý nghĩa dành cho cả hai. Thì mình thấy một cái tình cảm rất là đẹp diễn ra nếu như các bạn chịu nhìn thẳng vào chính mình, không hề e ngại nói lên cảm xúc của mình, đó là nói yêu thương nhất có thể, sống đúng với chính mình, thấy được những bài học trong quá khứ, thì từ đó chúng ta tìm ra những cái giải pháp để cho những cái mối quan hệ các bạn bớt căng thẳng, bớt đau khổ. Nơi đây chỉ có tình yêu hạnh phúc diễn ra, một mối quan hệ mạnh mẽ, mang lại sự tích cực trong cuộc sống cho cả hai. Và thông điệp của Oso muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là sự trưởng thành. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó đây là một cái món quà của vũ trụ muốn gửi cho các bạn. Bởi vì khi mà các bạn cân bằng được nội tâm của mình, trong nội tâm các bạn đông đầy bởi hoa, lá, những chất liệu của mùa xuân nở rộ trong chính bản thân của mình. Lúc mà bạn cảm thấy là mình vui thích với sự phát triển tinh thần của mình, nơi mà các bạn sẽ thấy được là ánh sáng của sự tích cực, nơi mà các bạn biết được là cái ánh sáng của những cái loài hoa, những cái điều mùa xuân là những nơi mà những cái hội tụ của sự yêu thương, những cái hội tụ những niềm vui, nơi mà cái gì đó nó ban mai đưa đến cho chúng ta những cái niềm vui rất là mới, những cái trải nghiệm thực sự mới của mùa xuân, thì các bạn sẽ tái sinh. Nơi đây các bạn sẽ thấy được là khi mà cái mùa xuân thực sự trong cuộc sống của bạn là chính các bạn phải sống chính với bản thân của mình, phải để cho nó hiện hữu ở trong chính con người các bạn. Bạn thấy bản thân của mình rất là nhiều điểm tích cực nè. Các bạn khi mà các bạn thấy được sự tích cực, các bạn không có chỉ trích, các bạn sống bao dung hơn, thì đó chính là cuộc sống các bạn.
những cái bông hoa sẽ tiếp tục nở rộ trong tâm hồn của các bạn rất là nhiều. Khi đó các bạn sẽ kết nối với người khác. Đây là một trải nghiệm thực sự rất là đẹp nếu như các bạn nắm bắt được cái cơ hội này. Bởi vì không có sự phân biệt giữa cỏ và hoa, bởi vì chính bản thân của bạn là cái điều tích cực chứ không phải là cái điều tiêu cực. Tất cả đều do các bạn lựa chọn mà thôi. Căn bản cuộc sống này do bạn, phải muốn đông đầy hay các bạn muốn vơ đầy là do bạn quyết định. Thành công hay vận may, tình yêu hay không tình yêu là do chính bạn lựa chọn. Do đó các bạn hãy sống hết mình với những điều tốt đẹp nhất thì nó sẽ đem lại cho các bạn kết quả rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.